Mặc dù lấy cái mắt thịt thường tình thì mình không thấy gì hết, nhưng cái mắt của mình không phải chỉ là mắt bằng nhục nhãn mà thôi, nó còn có cái con mắt gọi là mắt tâm linh của mình, lấy tâm thức mình mà nhìn. Thì lúc đó mình do cái quán tưởng nhiều của mình thì tự nhiên là xuất hiện. Còn nếu mà quán tưởng thông thường, bởi vì quán tưởng là cả một công phu rất là nhiều năm, thành ra rất là khó, nó cũng phải có phương pháp. Chẳng hạn ví dụ mình quán tưởng như phép pháp tu mà quán âm chẳng hạn, quán cũng theo Bồ Tát mà Thượng Tọa Viên Lý đã dịch cuốn đầu đó, phép tu quán âm đó của một ông đại sư Tây Tạng, thì trong đó cũng thấy mình quán tưởng quán thêm Bồ Tát, quán tưởng một bước nào đó rồi bỗng nhiên quán thêm Bồ Tát sẽ hiện ngay trước mặt mình, mà do đó là do tâm mình chuyển để mình quán tưởng, thì cái sự hiện diện đó là còn thật hơn là sự hiện diện bằng xương bằng thịt nữa. Mà cái đó thì tất nhiên là mình phải là chuẩn bị rất là lâu dài và đủ tất cả hành tính. Thì bởi thế mình chưa làm được việc đó, thì khi mình mỗi khi mình niệm Phật, chạng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hai Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình vừa niệm hoặc vừa niệm ra tiếng, xưng danh ra tiếng hoặc là âm thầm, mình phải quán tưởng, tức là mình tưởng ra là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang hiện diện trước mặt mình, thì nó rất là tốt đẹp, rất là hữu ích, rất tạo rất nhiều công đức, tạo năng lực tinh thần cho mình. À, bây giờ tôi xin đọc lại, đọc một cái câu phần chú về quán, về Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chú chữ Phạn, thì quý vị lắng nghe. Tất giang thang sau, thay vì đọc là Swaha, đọc là Soha, là đọc theo Tây Tạng, đó là thần chú về Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ tôi viết câu thần chú đó để cho quý bác chép lại, để nếu quý bác học thuộc lòng, mà lúc nào nhiều khi mình Nam Mô Quán Thân Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là hoặc là mình đọc theo chữ Phạn, thì tất cả đều rất là tốt đẹp, rất là linh thiêng nếu mình lấy tất cả tính tâm. Và thần chú đó, chúng ta để ý là những âm thanh đó nó tác động rất là khủng khiếp. À, quý bác tân học Bồ Tát nghe rõ hết chứ, cái âm thanh đó nó tác động rất là toàn diện đến tinh thần, đến đắc thức của mình. Có những cái âm thanh mà thông thường mà tích cực mà tốt đẹp thì nó đem đến chúng ta một hoàn cảnh tâm thức, tâm linh tốt đẹp. Còn những âm thanh mà bất thường, những âm thanh xấu xa, tiêu cực, thì nó khai phát ra một tâm thức rất là tiêu cực, rất là chán chường, rất là mệt mỏi. Thì tiếng động âm thanh rất quan trọng. Thì thần chú là những âm thanh vô cùng linh thiêng của mấy ngàn năm. Và âm thanh đó là của tất cả, đã là gọi là ngôn ngữ của chư thiên. Chữ bằng chữ Phạn, chữ Phạn coi như là ngôn ngữ của chữ thiên. Thì trong mỗi một cái âm thanh của câu thần chú được cô động là hết tất cả năng lực tinh thần vĩ đại nhất của nhân loại, chẳng những của nhân loại mà của cả chư thiên, của cả những thế lực vô hình đã tụ tập lại trong bất cứ một câu thần chú nào của Phật giáo. Dạ, không sao. Dạ. Dạ, bây giờ tôi xin viết lên câu thần chú đó, quý bác. Âm, đây là chữ Phạn, nhưng mà âm ra chữ Latin để cho dễ đọc.